Sau hai thảm họa sạt lở đất bất ngờ khiến 35 cán bộ chiến sĩ hy sinh, ngày hôm qua 19 tháng 10 lại vừa xảy ra một vụ sạt lở tại khu vực đóng quân của đồn biên phòng quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên may mắn là nhờ cảnh sát cao độ nên hàng chục cán bộ chiến sĩ đã thoát chết trong gang tấc. Sáng 19 tháng 10 khi xuất hiện vết nứt trên núi sau lưng đồn biên phòng Cha Lo, chỉ huy đồn đã cho di tản toàn bộ cán bộ chiến sĩ lên trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Cha Lo và về các tổ công tác. Đến 21 giờ cùng ngày, ngọn núi sau lưng đồn biên phòng Cha Lo bị sạt lở đất phá hỏng tài sản của đồn. Ngoài ra, mặt đường toàn bộ quốc lộ 12A đi qua đồn Cha Lo bị hư hỏng nặng chiều cao khối sụt trượt từ mặt đường lên mặt núi lở khoảng 150m, khiến 450m mặt đường bị xé nát hoàn toàn, giao thông nối với nước bạn Lào hoàn toàn tê liệt. Hàng trăm người ở cửa khẩu cùng với biên phòng, hải quan, công an, ban quản lý khu kinh tế, tiểu thương, các công ty đều bị cô lập hoàn toàn. Hiện lương thực ở Cha Lo đang đủ cho hàng trăm người dùng trong vòng vài ngày. Hiện tuyến quốc lộ 12 bị đứt gãy khiến giao thông tê liệt hoàn toàn, gây khó khăn cho việc tiếp tế, việc sửa chữa đường cũng chưa thể tiến hành do còn có thể tiếp tục xảy ra sạt lở